các bạn nên biết, dù có dùng thuật cải vận tốt như thế nào, nếu không chú tâm đến phong thủy ngôi nhà, vận của bạn khó lòng như mong muốn. Vì mảnh đất nơi bạn sinh sống, dù ở tạm hay ở thuê, ảnh hưởng lớn đến vận trình mỗi người. Dù có vận dụng phong thủy của ngôi nhà tốt như thế nào, cũng khó lòng cải biến nếu tâm tánh thiếu thiện lành, thiếu lòng cảm thông. Người mà thuần thiện thuần tịnh, người tin vào tâm linh, người tin vào nhân nào quả ấy, là người dễ tạo ra khí trường hưng vượng. Qua hành động, lời nói giúp cho những nơi họ sinh sống vượng khí hơn. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 6, sinh từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 7 năm 81, tháng Ất Mùi. Mệnh khuyết thủy mộc, kỵ hỏa thổ. Các bạn nên vào website tra lá số ghi là 8 ô theo ngày sinh của mình để tiện theo dõi. Mục mệnh ngày sinh khá quan trọng. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Mùi là có sao Hỏa Tú, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Dậu, Tân Dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng là người tốt tính, yêu thương gia đình, là những người giản dị dễ gần. Tháng sinh Mùi, Mùi lâm ly, nội tâm đa phần bao dung, nhân ái, thích giúp đỡ và làm thiện nguyện, giỏi nghiên cứu sáng tạo. Sinh thời điểm này đa phần thổ hỏa vượng, người thật thà, tốt bụng, cọc tính. Người sinh thời điểm này kỵ hỏa thổ, nhóm này không nên ở gần chó. Có thể nuôi chó nhưng ít gần chúng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, dùng màu sáng, hạn chế dùng đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Nên khuyên một nửa kia của mình tặng cho kim cương vàng bạc, vì kim cương vàng bạc thuộc kim thủy. Thời vận của mệnh nữ 45 đến 54 tuổi, hành vận Canh Tý. Đây là thời vận khá tốt vì có thủy, tuy nhiên chữ Tý có xung khắc với chữ Mùi và Dậu, trong lá số không ít chướng ngại xảy ra. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý, gặp vận có chữ Tý là mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam 43 đến 52 tuổi, vận Canh Dần. Đây là thời vận khá tốt vì có Dần mộc, nhưng tính tình có thể nóng giận thái quá. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp, gặp vận có chữ Dần là có mật mã phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may, nhưng không thể giúp bạn phát tài nhiều. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 7, sinh từ 31 tháng 7 cho đến 28 tháng 8 năm 81 dương lịch, tháng Bính Thân. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết mộc, kỵ kim thổ. Các bạn vào website tra lá số ghi lại 8 ô của mình, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, gặp đại vận có chữ Thân là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu hành kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người yêu thương bảo vệ gia đình. Sinh tháng Thân, Thân là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, có thể kiêu căng, thích làm việc tự do. Thân và Dậu hợp kim, sinh mùa kim vượng, mệnh rất nhiều kim. Người sinh nhóm này là người kỵ kim, không nên dùng trắng xám, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương, thích hợp với thiên nhiên cây cối. Người mà cần mộc thì nên khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 40 đến 49, hành vận Tân Sửu. Đây là thời vận kém vì hành vận có kim thổ vượng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp, gặp vận có chữ Sửu là mật mã phát tài. Năm sinh Dậu, nếu gặp vận có chữ Sửu là có sao Hoa Cái, là sao về nghệ thuật, học nhanh hiểu nhanh. Nam đối với sao này khá tốt, nữ gặp sao này mạnh mẽ dễ cô đơn. Thời vận mệnh nam 45 đến 54 tuổi, hành vận Tân Mão. Đây là thời vận biến động vì Tân trùng Tân, Mão Dậu xung nhau. Tuy nhiên vận có mộc vẫn khá tốt.
ai sinh mệnh ngày thuộc ất gặp đại vận có chữ Mão là mật mã phát tài. Khi bạn ứng dụng phong thủy, tăng thêm vài phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 8, sinh từ 29 tháng 8 cho đến 27 tháng 9 năm 81 dương lịch, tháng Đinh Dậu. Các bạn nên vào website tra lá số ghi lại 8 ô của mình. 8 ô này trong đó ngày sinh khá quan trọng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân gặp vận có chữ Dậu là mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu hành kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng đa phần tốt tính, yêu thương bảo vệ gia đình, giản dị dễ gần. Tháng sinh Dậu, năm sinh Dậu, bảo thủ miễn bàn luôn. Sinh mùa kim vượng, đa phần là người mạnh mẽ, lời nói dễ gây sát thương, tính cách cực đoan cố chấp cao, nhất là những người sinh ngày Tân hoặc Canh. Người sinh nhóm này là người kỵ kim, không nên dùng trắng xám, không nên đeo nhiều trang sức vàng bạc đá quý và cả kim cương. Thích hợp với thiên nhiên, cây cối, nhà ở nên có nhiều đồ gỗ. Người thiếu mộc thì nên nhắn người yêu tặng cho vòng gỗ trầm là tốt nhất. Thời vận mệnh nữ 45 đến 54 tuổi, hành vận Nhâm Dần. Thời vận này khá tốt vì có thủy mộc, nhiều cơ hội về tài lộc. Nhất là ai sinh ngày thuộc hành giáp, gặp vận có chữ Dần là mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam 42 đến 51 tuổi, hành vận Nhâm Thìn. Thời vận này khá bất định vì thìn hợp Dậu thành kim, vận như thế nào cần cả ngày giờ sinh. Nhưng ngày sinh mệnh ngày thuộc ất hoặc mậu, gặp vận có chữ Thìn là mật mã dễ phát tài. Phong thủy giúp gia tăng thêm vài phần về vận may, vài phần về cơ hội tài lộc, nhưng không thể giúp bạn phát tài ngay. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 9, sinh từ 28 tháng 9 cho đến 27 tháng 10 năm 81, tháng Mậu Tuất. Các bạn nên vào website xem ngày tháng năm sinh của mình và một tra lá số ghi lại để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, Dậu hành kim, người tốt tính, bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Dậu rất yêu thương và bảo vệ gia đình của mình. Sinh tháng Tuất. Tuất là nhóm người trầm tính, có khiếu kinh doanh, rất chịu khó, khéo giao tiếp. Tuất Dậu hợp kim. Mệnh nhóm này cần thêm ngày sinh để xác định cụ thể. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ hỏa và cả kim, không nên dùng nhiều đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào nấu bếp. Đa số họ cần mộc, người khuyết mộc thì khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm, đá trang sức xanh lá là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 43 đến 52, hành vận Quý Mão. Đây là thời vận dễ biến động vì mão Dậu xung nhau. Tuy nhiên, vận có mộc vẫn là vận khá. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất gặp vận có chữ Mão là mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam từ 41 đến 50, hành vận Quý Tỵ. Đây là thời vận khá tốt trong 5 năm đầu vì 5 năm đầu có thủy, 5 năm sau nhiều trở ngại vì Tỵ hành hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hay Mậu gặp vận có chữ Tỵ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, nếu gặp vận có chữ Hợi hoặc Tỵ là có sao dịch mã, cuộc sống dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Ứng dụng phong thủy, tăng thêm vài phần về cơ hội vận may, về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 10, sinh từ 28 tháng 10 cho đến 25 tháng 11 năm 81 dương lịch, tháng Kỷ Hợi. Bạn nên vào website một tra lá số ghi lại 8 ô ngày sinh của mình để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Hợi là có sao cô thần, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc hành Nhâm, gặp vận có chữ Hợi, gặp vận hoặc trong lá số có chữ Hợi là mật mã dễ phát tài.
năm sinh Dậu. Tân Dậu hành Kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng là người tốt tính thẳng tính. Họ yêu thương gia đình, bảo vệ gia đình, giản dị dễ gần. Sinh Tháng Hợi, Hợi hiền lành, an phận, ít phân tranh, cọc tính, giàu tình cảm, dễ mẫn cảm trong tình cảm. Mệnh Thủy Vượng, thường thông minh chu đáo, nhưng thường an phận, xử lý theo cảm tính nhiều hơn lý trí. Nhóm sinh Tháng Hợi thường dư thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng xanh dương, không nên dùng nhiều màu đen, nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa. Người cần hỏa mộc thì nên khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm hay trang sức màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 41 đến 50, hành vận Giáp Thìn. Thời vận này tốt 5 năm đầu, 5 năm sau bất định. Vận như thế nào cần cả ngày giờ sinh. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc Mậu, gặp vận có chữ Thìn, mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam 42 đến 51, hành vận Giáp Ngọ. Vận này có mộc hỏa, nhìn chung là khá tốt, nhưng tâm tánh dễ nóng nảy. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc là Đinh, gặp vận có chữ Ngọ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, vận gặp có Ngọ là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa, kết hôn và biến động tình cảm. Phong thủy gia tăng thêm vài phần về vận may, nhưng không thể giúp bạn phát tài quá nhiều. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 11, sinh từ 26 tháng 11 cho đến 25 tháng 12 năm 81, tháng Canh Tý. Các bạn vào website ghi lại 8 ô ngày sinh của mình để tiện theo dõi, trong đó mệnh ngày sinh là quan trọng. Ví dụ ai sinh mệnh ngày thuộc Quý, gặp vận hoặc trong lá số có chữ Tý là mật mã dễ phát tài. Năm sinh Dậu, Dậu hành Kim, người tốt tính nhưng bảo thủ, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người bảo vệ yêu thương gia đình của mình. Sinh tháng Tý, Tý đại diện cho bảo thủ, thường bảo vệ lý lẽ của mình. Nhóm người sinh tháng này xử lý nặng về tình cảm. Dậu và Tý nhóm người bảo thủ nhất trong 12 con giáp, nhưng họ là người bộc trực đáng tin. Tháng sinh Tý, Thủy Vượng, dễ phá tài, xử lý sự việc nặng về tình cảm hơn lý trí, đôi khi thiếu nhiệt huyết. Nhóm người sinh tháng này đa phần dư thủy, tức kỵ thủy. Người kỵ thủy không nên dùng xanh dương và màu đen, nên vào bếp ăn để tăng thêm vận hỏa, nên thường xuyên nấu bếp. Thử khuyên người yêu tặng cho vòng gỗ trầm hay trang sức đá màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 43 đến 52, hành vận Ất Tỵ. Vận này có mộc hỏa, nhìn chung là vận khá. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu, gặp vận có chữ Tỵ, mật mã dễ phát tài. Năm Dậu, nếu gặp vận có chữ Hợi hoặc Tỵ là có sao Dịch Mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Thời vận mệnh nam 42 đến 51, hành vận Ất Mùi. Đây là thời vận nhiều cơ hội về tích trữ, vừa có mộc vừa có thổ. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp hoặc Canh, gặp vận có chữ Mùi, mật mã dễ phát tài. Ứng dụng phong thủy tăng thêm vài phần cơ hội về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh và mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức cho bạn. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 12, sinh từ 26 tháng 12 năm 81 cho đến 24 tháng 1 năm 82 dương lịch, tháng Tân Sửu. Các bạn nên vào website xem lại 8 ô ngày sinh của mình ở mục tra lá số, ghi lại để tiện theo dõi. Năm sinh Dậu, nếu sinh tháng ngày giờ có chữ Sửu là có sao Hoa Cái, nói về người tài hoa, học nhanh, hiểu nhanh và thông minh. Nam có chu kỳ này mạnh mẽ, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ, dễ cô đơn. Năm sinh Dậu, Dậu hành Kim, bảo thủ, lời nói khá đanh thép, nhưng là người tốt tính. Dậu yêu thương, bảo vệ gia đình của mình, giản dị dễ gần. Sinh tháng Sửu, Sửu khá lầm lì, cứng đầu nhưng bao dung. Sửu thổ là người hiếu thuận, tốt bụng, biết cho đi. Năm Dậu tháng Sửu, hợp Kim, người có khí chất, lời nói dễ mang tính sát thương,
tuy nhiên là người đáng tin cậy. Nhóm người sinh tháng này đa phần dư thủy kim thổ, tức là kỵ thủy thổ kim. Người mà khuyết hỏa nên dùng màu ấm để tăng vận hỏa bằng cách tốt nhất là vào bếp nấu ăn. Hãy khuyên người yêu tặng cho trang sức màu đỏ là hợp nhất. Thời vận mệnh nữ 40-49, hành vận Bính Ngọ. Hành vận có hỏa là thời vận tốt, nhiều sáng tạo, nhiều nhiệt huyết, đôi khi nóng tính thái quá. Ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ hoặc đinh, gặp vận có chữ ngọ, mật mã dễ phát tài. Năm sinh dậu, nếu vận có chữ ngọ là có sao hàm trì. Hàm trì nói về đào hoa tình dục, tướng mạo tốt, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói. Thời vận mệnh nam 40-49 tuổi, hành vận Bính Thân. Thời vận này khá tốt trong 5 năm đầu, 5 năm sau hành vận Thân Kim nhiều trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, gặp vận có chữ Thân là một mật mã dễ phát tài. Phong thủy gia tăng thêm cho bạn vài phần về vận may, nhưng không thể nào giúp bạn phát tài quá nhiều. Nếu bạn chịu khó tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực. Cách ứng dụng mệnh khuyết. Ví dụ người khuyết mộc thì biết màu xanh lá trang sức là các loại đá quý, màu xanh lá là mộc, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Thỏ, hổ, mèo ăn rau, thích hợp cho việc ăn chay, trái cây xanh đều là mộc. Giờ tốt cho người thiếu mộc thường là buổi sáng sớm. Giờ buổi trưa là giờ của hỏa, giờ buổi chiều tối là giờ của kim. Với người thiếu hỏa, đỏ, tím, vàng, sậm, cam, hồng là hỏa, trang sức có đá vân đỏ hoặc xanh lá, dây màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Giờ tốt của hỏa là từ 9-15 giờ chiều. Với người thiếu kim, trắng xám, trang sức vàng bạc là kim, đồng hồ tự động là vật trợ kim. Ăn thịt lạnh, kem, thịt gà, tổ yến là kim. Giờ tốt của thiếu kim là giờ từ 15-19 giờ hoặc giờ buổi tối của thủy. Với người thiếu thủy, màu xanh dương, màu đen là thủy, trang sức hoặc vàng bạc hành kim vẫn được. Cá, chuột, rồng, Mickey, người dơi, Batman là thủy. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần mệnh khuyết cho tuổi Tân Dậu theo 12 tháng sinh. Bát tự tứ trụ xét cả 8 ô, trong đó cột ngày sinh khá quan trọng. Xét về mệnh ngày sinh, các bạn lưu ý theo đồ hình sau này. Mệnh ngày sinh không phải mệnh năm sinh. Các bạn có thể xem đồ hình sau. Ta lấy ví dụ, người sinh ngày Tân hành kim thường mềm mại, đa phần thích thủy, nhóm người hướng nội. Người sinh ngày Quý Thủy thường hướng nội, đa phần thích kim, là những người bảo thủ. Các bạn nên biết, dù có dùng thuật cải vận tốt như thế nào, nếu không chú tâm đến phong thủy ngôi nhà, vận của bạn khó lòng như mong muốn. Vì mảnh đất nơi bạn sinh sống, dù ở tạm hay ở thuê, ảnh hưởng lớn đến vận trình mỗi người. Dù có vận dụng phong thủy của ngôi nhà tốt như thế nào, cũng khó lòng cải biến nếu tâm tánh thiếu thiện lành, thiếu lòng cảm thông. Người mà thuần thiện thuần tịnh, người tin vào tâm linh, người tin vào nhân nào quả ấy, là người dễ tạo ra khí trường hưng vượng. Qua hành động, lời nói giúp cho những nơi họ sinh sống vượng khí hơn. Vì vậy, tâm lý là loại phong thủy tốt nhất. Tâm thiện hành thiện, phước báo sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.